Đây là nơi bán pháo bông cho ngày lễ 4 July. Đi vô đây coi mua được cái gì cả nhà. Pháo bông. Đây là nơi bán pháo bông. Đây này cả nhà, quá trời luôn. Rất là nhiều loại luôn á. Đây. Nhiều quá ha. Đi mua pháo bông cả nhà ơi. Đây nè. Đó, bà cho con. Ủa sao bữa nè bà cho con mặc áo giống nhau vậy ta? Đi nãy giờ mới để ý. Wow. Này, cái loại này cả nhà. Yeah. Phô bông. Có màu á. Có bông xe lửa này, xe tăng chứ xe tăng. Nó về xe lửa. Hộp pháo bông tàu này cả nhà. Quá trời luôn. Đẹp ha. Quá. Cái gì con? Mày vuốt. Hả? Đi 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 lửa đó đi đi. Yeah. Easy and sparkly. Ba cha con đang lượm pháo bông nè cả nhà. Rồi đi vô đây coi pháo bông, lượm pháo bông. Ngày lễ là pháo bông mới mắc lắm cả nhà ơi. Nhưng mà con mua để có chút, tại vì ngày lễ mà. Lily, bỏ xuống đi con. À hả? Mắc không? Cả nhà ăn cái tiệm pizza này nè. Bây giờ mẹ con cho con ngồi ăn này cả nhà. Đây. Nhìn ngon không? À ha. Wow. Pizza pizza. Pizza pizza. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ngồi ăn đi con. Ngồi lấy đi, ngồi lấy đi. I think we should go sit first. Ôi trời trời trời. Nào, lấy ra đi. Rồi, đi nè cả nhà, đi đồ mệt quá giờ ghé vô ăn cái pizza. Hỏi con ăn gì, con ăn pizza thôi. I was expecting it to be cheesier. Nè con, lấy lấy. Ăn đi con. Yummy pizza. Yummy pizza. Yummy yummy pizza. Thank you, Daddy. Wouldn't it be great if it had all the pizza? When you get a special order of pizzas like that, this is just the Little Caesars hot and ready. Do you want some? Crushed red peppers? Are they good? They're really good. There you go. You want some pumpkin? What is that, Daddy? Hey, can you? Mommy, want no. Pumpkin? You give that to Lily? Yeah, she's gonna love it. Wow, it's like blown out. This is the pepper that's in her chili sauce. Come on. Like a mac. Oh, cough, man, cough. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. I can't wait to eat this one. Pizza, pizza. Got it. This is the perfect size for Lily right here. There you go, baby. Mm-hmm.
someday we need to go to Godfather's, but. Hey. Con nhìn gì đó ăn á? That's a big slice. Oh, you saved me that jumbo one? What a good girl. Thank you. There you go. Oh, you open the other chair, the other pepper. Yum. Yummy. Yum yum. Yummy yummy. 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 Ăn pizza là ngon nhất mà ha. Vậy em ăn hay sao? Ăn. À, nghe hiểu liền á. Mọi người ơi, nhưng mà không có nói lại đâu. Hãy cố gắng nói tiếng Việt Nam với hai đứa này. Mong là hiểu được chút. Rồi, xong rồi nè cả nhà. Nhà biết không? Ở bên này pizza giống như Việt Nam mình bánh mì á. Người Việt mình cũng mê bánh mì lắm mà, thì người Mỹ mê pizza. Vậy thôi. Nên là lâu lâu ăn thì cũng được, con cũng thích lắm cả nhà. Ngồi đường nè cả nhà. Đó. Mua xong ra ngoài ngoài ăn. Em nói thì sao? À, ăn vậy mà không mập. Trời ơi cả nhà ơi, mình có chồng có con mà. Mình phải vui với chồng với con chứ, trời ơi chồng mà con ngồi ăn cứ ngồi nhăn mặt kiểu đó chứ nó đặt vô mặt đó. Sống phải thoải mái chứ trời. Ăn từ từ thôi chứ cũng đâu có gì đâu, với lên Thủy hồi xưa giờ cũng mập lắm. Ai mà bạn Thủy là biết rồi. Không bao giờ thì không bao giờ ốm, đâu bao giờ ốm đâu cả nhà. Cái cơ thể, cái thân thể có cái chọn vậy thôi. Nhưng mà cố gắng làm ốm á, không ăn á, khi nào mà giống như là muốn té xỉu luôn á thì ốm được mấy ký nha cả nhà. Nhưng mà Thủy á, thì đã già rồi với là có con nữa. Mình phải giữ sức khỏe là quan trọng. Cũng ăn bớt nhưng mà phải giữ sức khỏe cả nhà ơi. Mà vui với chồng với con chứ bây giờ mà cứ nghĩ đẹp không à. Không có được đâu, tại vì có chồng, có con rồi, có gia đình rồi. Không, miễn là gia đình vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Có nhiều người người ta đẹp hả, mông ngực đầy đủ ấy hết mà người ta không có được hạnh phúc. Cũng vậy à cả nhà ơi, thôi mình hả, quan trọng cái gì mình đang có đi hả cả nhà. Chứ mà mình không, mình đứng núi này trong núi kia mệt lắm cả nhà, phải không? Con chồng hạnh phúc, ngồi ăn vui vẻ thì được rồi, phải không cả nhà? Đó.